Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của eShip.vn. Video này các bạn cùng eShip.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot đã được eShip.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của eShip.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ UPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được eShip.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Ở bên trong kiện hàng các bạn có thể thấy đây là chiếc bóc chính đến từ Tissot, để mình sẽ lấy ra luôn nha. Phía bên dưới chúng ta sẽ có những cái dụng đi kèm như là một lớp giấy đệm gói nè, một cái sticker quảng cáo đến từ Joma Shop. Đây, và đây chính là seller của chúng ta, Joma Shop bạn ha, một seller cực kỳ lớn và uy tín tại Mỹ, nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Rồi tạm thời mình sẽ để qua một bên, đi đến nhân vật chính của chúng ta, đây, chiếc bóc Tissot đây các bạn. Thì chiếc bóc mới này được Tissot họ mới cho ra mắt từ đợt Giáng sinh vừa rồi. Bên ngoài chúng ta sẽ có một cái lớp bọc giấy màu trắng rất là quen thuộc của Tissot. Bên trong mà chúng ta mới thấy là họ đã thay đổi ha, chúng ta sẽ có một chiếc bóc dạng vuông và tông màu đen như thế này. Chiếc bóc này thì cũng được Tissot họ dựa trên cái tiêu chí là bảo vệ môi trường, sử dụng 100% rác tái chế để có thể hoàn thiện nó nha. Mà không chỉ riêng Tissot mà rất là nhiều hãng trên thế giới hiện nay đã thực hiện cái phương châm này để có thể bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Ở đây thì chúng ta thấy là phần trung tâm hộp và chúng ta sẽ có tên thương hiệu, năm ra đời. Bên hông này chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp một số cái thông tin về sản phẩm bên trong như là Tissot Tradition 5.5 hoặc White Dial Lady Watch, một mẫu sản phẩm đồng hồ dành cho nữ các bạn ha, đến từ bộ sưu tập Tradition 5.5 của Tissot. Giá niêm yết cho mẫu sản phẩm sẽ là $395, tuy nhiên sản phẩm này có giá rất là tốt tại eShip.vn và mã sản phẩm này sẽ là T063 đây. Đó. Nó khá là dài các bạn ha, lát nữa mình cho các bạn xem ở trên tắt thì nó sẽ cụ thể hơn và chi tiết hơn. Rồi, ngoài ra không có thông tin gì khác. À đây, phía sau đấy chúng ta sẽ thấy ngay cái phương châm của hãng là sử dụng 100% rác tái chế nha. Rất là an toàn với môi trường. Giờ mình sẽ mở hộp nha. Bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta được cố định bởi một chiếc gối nè. Đó, rất là đẹp luôn. Mình rất là thích thiết kế của chiếc bóc mới này. Nó cố định chiếc đồng hồ của chúng ta, nó không bị sọc sạch ha. Và phía dưới thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn đến từ Tissot thì rất là quen thuộc rồi. Khá là dày và rất là nhiều ngôn ngữ bên trong. Còn đây chính là nhân vật chính của chúng ta được bảo quản cẩn thận bên trong chiếc túi ni lông như thế này. Thông thường các mẫu đồng hồ dây da từ Tissot họ bảo quản như thế này nha. Và chúng ta sẽ có siêu mặt nè, siêu đáy nè, cũng như là phần siêu khóa, tất cả đều còn mới 100% nguyên siêu, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nha. Bây giờ mình xin phép mình mở cái lớp siêu mặt ra cho các bạn có những cái góc quay nó được thực tế nhất về mặt đồng hồ. Rất là đẹp luôn các bạn. Và mẫu Tissot ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên đầy đủ là Tissot Tradition 5.5 Lady, dành cho nữ các bạn nha. Mã sản phẩm đầy đủ cho mẫu này sẽ là T063.209.36.038.00. Thì mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn. Hoặc các bạn cũng có thể đánh là T063 vào trang chủ của eShip.vn để có thể tìm mua các sản phẩm khác thuộc bộ sưu tập này của Tissot. Phần tag này thì mình thấy là họ cung cấp rất là đầy đủ thông tin luôn. Tissot thì họ luôn chi tiết về sản phẩm của mình. Đây, đầu tiên là mã sản phẩm nè, phía dưới chúng ta sẽ có số series. Thì số series này nó giống như một cái mã định danh cho mỗi chiếc đồng hồ Tissot, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào nha. Và trên đây chúng ta sẽ có những cái thông tin về sản phẩm như là vật liệu hoàn thiện và lớp mạ nè, steel có nghĩa là thép không gỉ 316L các bạn ha, và lớp mạ PVD. Chúng ta sẽ có khả năng kháng nước cho mẫu này là 33, tức là 30m, khá là an toàn, đủ để các bạn nữ có thể yên tâm đi mưa nhỏ rửa tay. Và chúng ta sẽ có quạt nè, sử dụng pin nha. Đó, chúng ta sẽ có một cái cổ máy pin. Và sau cùng là chữ S, đó chính là kính sapphire mặt trên nha các bạn. Đây, kính sapphire nè. Và phía sau tắt là chúng ta sẽ có Tissot là tên thương hiệu nằm ra đời, rất là đơn giản thôi. Chiếc tắt này thì cũng cung cấp cũng tương đối là đầy đủ thông tin rồi đó các bạn. Còn bây giờ mình sẽ đi đến chi tiết hơn, đó là về đường kính của sản phẩm này. Đường kính trên mẫu này sẽ là 31mm nha các bạn. Rất là thích hợp trên cổ tay của nữ giới. Độ dày cho mẫu này thì phải rất là đáng chú ý, 5.2mm thôi các bạn, nó siêu mỏng luôn. Đây là một trong những bộ sưu tập mỏng nhất của Tissot nha các bạn. Mình phải lưu ý là nó là mỏng nhất, 5.2mm mà thôi. Và thường thì những cái cổ máy pin của Tissot mới có thể làm được điều này. Cổ máy cơ khí chúng ta phải chấp nhận là nó phải dày hơn một chút xíu rồi. Đây,
các bạn thấy nha, 5.2 rất là mỏng luôn, cực kỳ quý phái và thanh lịch trên cổ tay của nữ giới với cái độ dày như thế này. Về phần kính thì chúng ta sẽ được trang bị kính sapphire, nó mang lại cho đồng hồ khả năng chống va đập cao, mặt số và khả năng hiển thị thì vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của sapphire. Và bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương cho nên nó thường được sử dụng trong những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng chống sức tuyệt vời nhất. Đó chính là cái ưu điểm vượt trội của kính sapphire khiến cho giá thành của nó cũng cao hơn khá là nhiều so với loại kính thông thường. Mặt số bên trong thì chúng ta sẽ có một cái tông màu trắng thuần khiết. Đây là một trong tông màu rất là yêu thích và nó khá là an toàn, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau và sử dụng được trong mọi dịp mà vẫn giữ được cái nét sang trọng thanh lịch của mẫu đồng hồ. Đó chính là cái ưu điểm vượt trội của cái màu mặt số như thế này. Về thiết kế thì chúng ta sẽ thấy cái nét cổ điển được thể hiện qua phần cọc số khá là nhiều. Cái cọc số chẵn chúng ta sẽ có, đó là cọc số La Mã các bạn ha, nó mang lại tính cổ điển hơn cho mẫu đồng hồ. Một cái mẫu mà chuẩn red watch như thế này thì những cái cọc số La Mã thì đó là cái điều đáng chú ý rồi. Đó là hầu như là mình thấy là đa số các mẫu đồng hồ mà mang thiên hướng cổ điển sẽ thoát lên mình những cái cọc số La Mã như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có là cọc số La Mã điểm nhấn thôi. Đây, những cọc số chẵn nè mới là cọc La Mã, các cọc còn lại sẽ là dạng cọc đơn đơn giản thôi. Bộ kim cũng vậy, chúng ta sẽ được tối giản kim dây đi, chúng ta có hai kim chức năng chính là kim giờ và kim phút, được thiết kế khá là tinh tế dạng mũi giáo như thế này. Nó rất là tinh tế luôn nha các bạn, nó thanh mảnh thôi. Tên thương hiệu Tissot cũng như năm ra đời sẽ được đặt ở góc 12 giờ, góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Chúng ta sẽ không có ô cửa sổ lịch ngày nha, và phía dưới góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Swissmade, khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Tissot. Thì gắn được cái dòng chữ này thì các bạn cần phải biết rằng chiếc đồng hồ này có trên 60% chi phí sản xuất, lắp ráp và kiểm định ngay tại Thụy Sĩ nha. Cái độ tin cậy đến từ Tissot thì rất là cao, là bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Về phần khung vỏ chúng ta sẽ được hoàn thiện hoàn toàn từ thép không gỉ 316L và được mạ một cái lớp PVD màu vàng hồng cực kỳ sang trọng và nữ tính. Nói về thép 316L, đây là một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, mà là cái chất lỏng có tính axit như mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L nó cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có một cái mẫu sản phẩm sử dụng pin cũng không quá quan tâm tới cái vấn đề từ tính này, cho nên là mình lướt nhanh qua nhé. Về kháng nước trên mẫu này chúng ta sẽ có là 30m, đủ để các bạn nữ có thể yên tâm đi mưa nhỏ rửa tay. Tuy nhiên thì trong trường hợp tiếp xúc với nước thì mình cũng nhắc luôn là có hai trường hợp thường xảy ra dẫn đến việc đồng hồ bị vào nước, chủ yếu là do thói quen sử dụng hàng ngày. Khi mà đồng hồ chúng ta đã tiếp xúc với nước thì các bạn nhớ kỹ là tuyệt đối không sử dụng núm vặn nha. Đây, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là trong điều kiện mà các bạn rửa tay thì các bạn tuyệt đối không rửa tay dưới cái vòi nước trực tiếp và để nó xối thẳng vào trong cái phần đấm bàn chính này, rất là nguy hiểm. Áp suất nước lúc đó là áp suất nước đang chảy, nó rất là lớn hơn cái miếng ron cao su chịu được bên trong, và nước vẫn có thể bị đẩy vào bên trong gây hư hỏng bộ máy nha. Các bạn nhớ kỹ, để thứ nhất là để đảm bảo được cái độ tin cậy đến từ bộ máy bên trong, thứ hai là tiết kiệm chi phí cho chính bản thân chúng ta. Cái điều đó mới là quan trọng nha, vì chi phí bảo dưỡng bảo trì cho những cái trường hợp vào nước của các mẫu đồng hồ như thế này nó rất là cao, nếu các bạn lưu ý kỹ để có thể tiết kiệm chi phí cho mình. Rồi, về điểm nhấn tiếp theo trên sản phẩm này đáng chú ý ở đây, đó chính là phần dây đeo da. Dây đeo của chúng ta sẽ được làm với dây da bò, hay là còn gọi cụ thể hơn là chất liệu Genu Leather, với đường dập vân cá sấu tạo nét cổ điển cho mẫu đồng hồ chúng ta. Đây các bạn thấy nè, rất là đẹp luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tông màu nâu đất như thế này, đó, nó rất là đẹp nha. Phía sau này chúng ta sẽ có cái lớp cực ẩm thôi, không phải là lớp da nha, các bạn nhớ kỹ. Đó, rất là đẹp nha. Nói về dây đeo da thì nó mang lại cái nét trẻ trung nè, thanh lịch cũng như cổ điển. Các mẫu dây da thì thường khá là nhẹ nhàng, dai chắc, nó cũng tạo nên cái độ ấm cũng như là cảm giác ôm tay hơn cho người đeo. Bên cạnh đó thì dây da sẽ thường bị ảnh hưởng do thời tiết cũng như là mồ hôi của người đeo, mà làm mất đi cái vẻ bóng bẩy ban đầu. Cho nên là việc vệ sinh cũng như là giữ gìn dây đeo da thì cần tỉ mỉ hơn rất là nhiều so với các loại vật liệu khác. Các bạn nhớ điều này nha. Và đây, khóa của chúng ta sẽ được sử dụng khóa bướm rất là tiện lợi luôn. Này, các bạn thấy nè, nó sẽ chống gãy dây cho chúng ta. Đồng thời trên mặt khóa chúng ta cũng sẽ có logo chữ T khá là lớn, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mẫu đồng hồ này. Và phần khóa cũng sẽ được mạ PVD màu vàng hồng, rất là đẹp nha. Về thiết kế sau dây thì chúng ta sẽ thấy nè, đó, họ cung cấp cho chúng ta những cái thông tin về dây đeo. 14, 12 là size dây nha, 65 là chiều dài dây, bên đây cũng vậy, rất là chi tiết luôn. Mình rất là thích điểm này ở Tissot, họ cung cấp rất là đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm của mình. Về phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có một thiết kế đáy kín rất là quen thuộc ở các mẫu sử dụng pin như thế này. Tên thương hiệu năm ra đời sẽ được đặt ở góc trên cùng nè. Rồi chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin mà mình vừa chia sẻ như là kính sapphire, vật liệu thép không gỉ, khả năng kháng nước là 30m, và chúng ta sẽ có thêm cái thông tin đó chính là số seri, được bắn laser 9 ký tự lên đây nha, các bạn để ý kỹ nè. Đó là những thông tin chúng ta có dưới mặt đáy này. Và qua các góc quay các bạn thấy sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn, móp hay trầy xước phía trên phần mặt số, vành benzen cũng như toàn bộ phần khung vỏ. Dây đeo cũng vậy, tất cả các chi tiết đều còn mới 100%, vô cùng hoàn hảo nha.
Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Tissot nói chung, cũng như là mẫu Tissot Tradition 5.5 dành cho nữ ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.